có một cái người suốt ngày chỉ hận thù, uất ức, khó chịu với người khác. Cho nên là một sư mới nói chuyện với một cái người, một cái cô này rất hay là uất ức với người khác, bảo là thế thì con hãy thử nắm tay vào xem, hãy nắm tay chặt vào như này xem con nắm được bao nhiêu lâu. Cô ta nhắm mắt lại và nắm tay thật chặt. Hãy nghĩ về cái sự tức tối với người đấy đi ạ. Giơ nắm đấm đấm thẳng mặt họ đi ạ. Nhắm mắt lại tưởng tượng là đấm liên tục vào mặt họ đi cho nó đã đi ạ. Đúng, con đã tưởng tượng rồi. Con đã đấm rất nhiều lần vào mặt nó rồi. Ok, con mở mắt ra nhưng tay vẫn nắm lại. Và nếu như cứ nắm lại như thế này, cứ lên gân lên gồng như này, cứ cố chấp như này, cứ hận thù như thế này, thì liệu mình có sung sướng không? Hãy buông tay ra đi. Hãy để tay mình thoải mái đi. Hãy bao dung tha thứ độ lượng cho người khác đi. Thì con sẽ chọn một cuộc sống nhẹ nhàng, nhàn tênh. Còn bây giờ ngày nào cũng phải nắm như này, lên gân lên gồng như này, thì có mệt không ạ? Đúng là rất mệt.